tôi nhớ rồi. Xin chào bạn nha, vừa rồi thì bố con mình có đi soi đêm bạn, được là đây còn là sâu bọ, còn bọ ngà này, cả còn sâu la nhỉ, quả xít nữa, giờ xào chiên dầu ăn đây nhỉ? Đây là con sâu đa. Không phải, con bọ ngà. Con ở đây là con sâu đa. Con chim của mình làm thế nào? Được từng này bạn, và một ít con ếch nhái. Ếch nhái thì để dành mai này, nhậu trước. Chất lắm đấy. Cái này có phải vặt vỏ cánh không anh? Vặt được thì càng tốt ấy. Rồi kệ nó đi, khuya lắm rồi. Rửa xong là rửa xong là chiên luôn thôi nhỉ. Cái này mình sẽ rửa sạch xong là chiên dầu. Mùa này La Nga dịch giá nhiều nên là không đi chơi nhiều người đâu các bạn. Thì đi để tể 1-2 người, 3-4 người. Mình tin tưởng nhau thì mới đi cùng nhau được, không thì không ra ngoài được. Ở trong nhà ai cũng phải nhịn hết khẩu trang. Kiểu như đi ngoài phố ấy. Mình sẽ cho vào sổi để ráo nước xong là mới chiên nha. Chiên giòn à, có lấy xả không thầy? Chiên cho nó giòn cho xong là mới cho xả nhỉ. Cho một ít xả cho nó thơm. Đỡ chiên thầy. Rồi. Vẫn còn nữa. Đổ hẳn vào đây. Ủa, chơi kiểu đầu bếp trong phim à? Cháy dầu à? Tách luôn. Bây giờ cho xả nhá, gần chín rồi, bây giờ cho nước măng, đây là nước măng chua với cả nước muối hòa với nhau để cho đổ ra. Thơm từng phức.
Cho xuống đây. Đây các bạn, hấp dẫn chưa? Còn sâu bọ béo ngậy. Một đĩa to cái này. Đây các bạn, quá chất luôn. Thành nếm, nếm thử xem nào. Thử muối mì xem nào. Cảm giác ra sao chứ. Công sức mình bỏ ra một buổi tối. Bọ ngà. Đủ mấy mì chưa? Quá đủ rồi. Ngon. Nó bùi gì thế nào ấy. Nói chung là ok. Đeo đâu rồi đâu? Đây, bây giờ mời các bạn ăn kia cùng bọn mình nhá. Sâu bọ cắt cân buổi tối. Đây các bạn. Ăn chay thôi nhỉ. Thôi mời mọi người nhá. Là bọ xít với lại salad gia đình của mình nhá. Đây mình sẽ ăn con bọ xít này các bạn. Quá béo nhỉ. Cho nước măng chua là nó có mùi nước măng chua thơm hơn nhỉ. Cái này cho thêm tí ớt nữa nhỉ. Xả ớt à. Sẽ ngon hơn. Nó sẽ có một vị cay cay của ớt nữa.
mua về để em cơm hay hạt giống về để một món sâu bọ rất là ngon. Bây giờ mình cũng xin phép được kết thúc video mình tại đây. Nếu thấy video hay, các bạn hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.